Sáng ngày 26 tháng 9, Công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xảy ra tại một căn nhà gần cầu Chánh Hưng, phường 9, quận 8. Thông tin ban đầu, gần 5 giờ sáng người dân phát hiện một căn nhà gần cầu Chánh Hưng, địa chỉ thuộc đường Phạm Hùng, phường 9, xảy ra cháy tại tầng trệt. Nhiều người đã hô hoán, sự việc được báo đến lực lượng chức năng. Theo một người dân gần đó, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, tại căn nhà có một người đàn ông. Người dân thuật lại, khi người dân phát hiện cháy, tìm cách ứng cứu thì người đàn ông trên đã ngăn cản không cho dập lửa. Một người đã giữ người đàn ông này lại để những người khác tìm cách dập lửa. Vụ cháy sau đó được người dân cùng với lực lượng chức năng dập tắt, không có thiệt hại về người. Bước đầu lực lượng chức năng nghi vấn người đàn ông này đã tự đốt, công an đã mời người này về trụ sở để làm rõ.